Ship Project là dự án tái chế được thành lập bởi nhóm học sinh trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội vào tháng 6 năm 2015. Nhận thấy tình trạng lãng phí giấy trầm trọng hiện nay, dự án thực hiện với mục đích sử dụng nguồn giấy thừa đó để tạo thành những món đồ hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày và quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ít có cơ hội được tiếp cận với điều kiện học tập đầy đủ. Lượm đây là tên gọi của sự kiện được tổ chức hàng năm của Ship Project. Sự kiện Lượm đây 1 năm 2024 này không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa về bảo vệ môi trường đơn thuần, mà nó còn là một sự kiện đánh dấu mốc 10 năm tổ chức của dự án và đồng thời cũng là một sân chơi cho các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể giao lưu và học hỏi trong mùa hè này. Đương nhiên vì là học sinh cấp 3 cho nên chúng mình còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức sự kiện. Tuy nhiên khi nhìn lại những cái thành quả đã đạt được sau những một sự kiện trước thì chúng mình cảm thấy là những cái khó khăn đấy dường như đã biến thành những động lực, thành những bài học để chúng mình có thể tiếp tục phát triển dự án càng ngày càng phát triển hơn nữa. Với mục tiêu nâng cao nhận thức và tạo dựng thói quen tái chế, tại đây Ship Project sẽ thu gom chai lọ cũ, sách vở, báo và các loại giấy cùng quần áo đã qua sử dụng tới nơi tập kết. Dự án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và đặc biệt là các bạn trẻ. Quyên góp tận 2 bao tải quần áo không thể nào mà tự mang đến đây được bởi vì điểm trường hơi xa một chút, nhưng mà các bạn sẵn sàng đi tận nhà để giúp vận chuyển đến đây. Em thấy khá là ấn tượng và thấy chương trình này rất là thú vị. Em quyết định là em sẽ giới thiệu với mẹ em và tham gia chương trình này bằng cách là em sẽ quyên góp giấy vụn, sách vở đã qua sử dụng, quần áo cũ cho các bạn và em sẽ không phải vứt đi những thứ đấy để chúng trở nên vô ích ạ. Năm nay, ngoài địa điểm chính tổ chức sự kiện là nơi tập kết thu gom giấy vụn, sách vở, chai lọ, quần áo đã qua sử dụng, Ship Project kết hợp tổ chức thêm các trạm thu gom tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, những trạm thu gom sẽ đưa sự kiện tới gần hơn với những người dân trên địa bàn thành phố. Sau hơn 2 tuần triển khai hoạt động, dự án đã thu về hơn 3,6 tấn giấy, 655 kg sách truyện, gần 2 tấn quần áo cũ và 83,6 kg chai lọ. Đây là những con số biết nói, minh chứng cho việc các bạn trẻ ngày nay đang ngày một nỗ lực để thay đổi hành động và ý thức của mỗi người dân với mục đích cao cả, giúp cho cuộc sống xanh, sạch, đẹp, một cuộc sống ngày càng trở nên bền vững hơn.